tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại ghé thăm Nhà Toa, một thương hiệu âm thanh nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Và hôm nay thì mình sẽ mang lại cho các bạn sản phẩm âm thanh gì đây? Như các bạn có thể thấy thì ngay bên cạnh mình đó chính là một bộ đôi. Đó chính là sản phẩm BS1030 đến từ Nhà Toa. Một cặp bài chung này thì được rất là nhiều người yêu thích và sử dụng hiện nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về em nó. Và hãy nhớ là xem đến cuối video để chúng ta cùng nghe thử âm thanh thực tế của em ấy như thế nào nhá. Theo mình đánh giá thì đây là một sản phẩm nhỏ nhưng mà có võ. Nhưng mà giá thành của em nó thì lại vô cùng hợp lý và vừa túi tiền với nhiều khách hàng. Chính vì vậy mà em nó được rất là nhiều người yêu thích hiện nay đấy. Ngoài ra thì với thiết kế hiện đại với hai màu là trắng và đen, phù hợp với nhiều không gian, mang lại sự tinh tế và trang nhã, thì đây thực sự là một sự lựa chọn không thể bỏ qua với nhiều hộ gia đình cũng như là nhiều cá nhân có nhu cầu sử dụng loa. Hiện nay thì có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường, nhưng tại sao em nó vẫn có mang được tính cạnh tranh cao như vậy? Thì chắc hẳn là các bạn đã biết được em nó tại sao lại nhỏ và có võ rồi đúng không? Chất lượng của em nó thì chắc là chúng ta không phải bàn rồi, vì chúng ta có thể nghe ngay sau đây. Ok, các bạn đừng rời mắt khỏi video nhé. Thật không dễ gì khi dòng sản phẩm BS1030 của Nhà Toa lại được nhiều người yêu thích và sử dụng đến như thế. Với hai mẫu thiết kế là 1030B và 1030W là màu đen và màu trắng, thì các bạn có thể hoàn toàn lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng và không gian của nhà mình. Chất lượng âm thanh tuyệt vời với phản xạ âm bass 2 chiều, giải tần số rộng từ 80Hz đến 20kHz. Loa có công suất 30W, cấu tạo loa hình nón điện động có kích thước 12 x 2,5cm, kết hợp cường độ âm thanh 90dB. Ngoài ra thì em ấy được thiết kế bằng một chất liệu ABS cao cấp, phủ một lớp sơn tĩnh điện ở bên ngoài, đảm bảo độ bền cao nhất cho sản phẩm. Kích thước 196 x 290 x 150mm, trọng lượng 2,5kg cực kỳ nhỏ gọn, giúp cho việc lắp đặt, di chuyển cực kỳ dễ dàng. Và chất lượng âm thanh của em ấy mang lại thì vô cùng tuyệt vời, với âm thanh rõ ràng, giàu chi tiết và sống động nhất. Được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, linh kiện cao cấp, đảm bảo hoạt động ổn định, bền bỉ. Và với trọng lượng chỉ 2,5kg thì chúng ta có thể sử dụng dễ dàng em BS1030 này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đấu nối em nó và cùng sử dụng cũng như test âm thanh của em này xem như thế nào nhé. Bên cạnh mình đang là hai em loa toa BS1030 và phía dưới là một chiếc ampli mình đã chuẩn bị để mình sẽ đấu nối cho các bạn xem. Trong các video lần trước thì mình đã đấu nối rất là nhiều các em loa, trông nó rất là đơn giản và nhỏ gọn đúng không? Nhưng mà trong video lần này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái cách đấu nối, là khi chúng ta muốn đấu nối nhiều loa cùng một lúc thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Và phương pháp mà mình sẽ sử dụng đó là đấu nối song song hai chiếc loa này. Và chúng ta sẽ có hai đầu dây như thế này, một đầu dây trắng và một đầu dây đen ở mỗi loa. Và khi chúng ta đấu nối thì chúng ta sẽ đấu nối song song, là đầu dây trắng chúng ta sẽ vào nhau như thế này, và đầu dây đen chúng ta sẽ nối vào nhau. Đó, thì khi chúng ta có hai đầu nối như thế này thì tương tự với các cách đấu nối thông thường thì chúng ta sẽ đấu nối vào chiếc ampli ở hiển thị là COM và 100V 83Ω. Và bây giờ mình sẽ cùng đấu nối cho các bạn xem nhé. Khi đấu nối hai dây này thì các bạn có thể chập lại hoặc là các bạn có thể đấu nối trực tiếp ở cái vị trí đó luôn. Ok, mình sẽ đấu cái đầu dây màu trắng. Và khi chúng ta xoắn cái ốc này lại thì các bạn lưu ý là chúng ta chỉ xoắn ở cái mức độ vừa phải. Dây màu đen này chúng ta sẽ đấu nối ở vị trí là 100V và 83Ω nhé. Ok, như vậy là mình đã đấu nối song song hai chiếc loa toa BS1030 này. Và mỗi em loa này thì cho chúng ta công suất là 30W. Và khi chúng ta đấu nối hai loa cùng một lúc như thế này thì công suất tối đa chúng ta có thể thu về được đó là 60W. Và với công suất như thế thì chúng ta có thể sử dụng em loa này cho rất là nhiều các nhu cầu và không gian khác nhau. Ví dụ như là phòng họp, các hội nghị hay là nhà hát, nhà thờ đều là những cái không gian mà chúng ta đều có thể sử dụng em loa này. Và với cái thiết kế nhỏ gọn, hình hộp và trọng lượng chỉ 2,5kg như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể linh hoạt di chuyển và lắp đặt em nó ở trong bất cứ một không gian như thế nào. Okay, bây giờ chúng ta sẽ cùng test thử cái âm thanh của em nó nhé. Và khi mà lắp đặt xong, kết nối các đầu nối xong thì mình sẽ bật cái nguồn của nó lên, nguồn của ampli. Ok, và mình sẽ có một cái đầu dây nối ở đây.
Và như thông thường thì chúng ta sẽ có một cái đầu dây nối như thế này. Và tương tự mình sẽ cắm vào cái đầu vào AUX1. Đầu màu trắng thì mình sẽ cắm ở phía trên nhé. Còn đầu màu đỏ mình sẽ cắm ở phía dưới. Và trên tay mình hiện tại là một chiếc điện thoại. Ngay bây giờ thì mình sẽ cùng kết nối với chiếc điện thoại này và chúng ta sẽ cùng nghe thử một bài nhạc để xem chất lượng âm thanh của em loa này như thế nào nhé. Và trước khi nghe thì các bạn hãy điều chỉnh ở AUX 1 để chúng ta có một cái âm lượng vừa phải. Ok, bây giờ mình sẽ cùng mở một bài nhạc để cho các bạn nghe nhé. Vừa rồi là mình đã thử test một bài nhạc guitar mà mình rất là thích. Cái âm lượng vừa rồi các bạn nghe được chính là cái âm thanh trực tiếp mà mình đã phát từ cái loa BS1030 này. Rất tuyệt vời đúng không? Và nếu như các bạn đang muốn mua một cái sản phẩm loa dành để chúng ta nghe nhạc hoặc là chúng ta lắp trong các không gian khác nhau thì các bạn hãy cân nhắc cái em này vì nó thực sự là một sản phẩm rất là tốt trong tầm giá. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ mang lại những thông tin hữu ích dành cho mọi người về các giải pháp âm thanh chuyên nghiệp. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh thì Trung Chính Audio chính là một đơn vị uy tín, chắc chắn sẽ mang lại hài lòng dành cho các bạn. Và để nhận những tư vấn về kỹ thuật miễn phí, hãy liên hệ tới số hotline 0904 575856 và để đặt hàng, hãy liên hệ tới số 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp lại! Trung Chính Audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.